Em chào tất cả mọi người nha. Bây giờ cũng đang là 23 giờ thì em đi kiểm tra và thăm đàn vịt. Thì cũng chia sẻ với bà con một số vấn đề trên đàn vịt. Thì đàn này hiện tại bây giờ là cũng đã 17 ngày tuổi. Đó, thì cái giai đoạn này là con vịt nó hay lật lật và nó kẹt cánh. Đó, nên em phải đi kiểm tra thường xuyên. Đó. Là hai giai đoạn này là con vịt là đây đây kẹt cánh đây, nên là mình phải kiểm tra đỡ mà nó kẹt đây là nó chết đó. Đây đây nè, cái giai đoạn mà bắt đầu từ 15 ngày tới đi á, con vịt là mà nó sẽ bắt đầu là nó mọc lông yếm nha, và lông lông cổ đây còn xem. Đây chúng ta cùng xem là mọc lông cổ đây và lông lông yếm hai bên này bắt đầu nó phúng phúng ra nè. Thì đầu từ giai đoạn 15 ngày trở đi là em sẽ bổ sung khoáng, thì bổ sung từ 4 đến 5 ngày nha, và kết hợp men. Men thì ngày nào cũng phải dùng, nếu mà thấy trường hợp mà phân nó không không được đẹp hoặc là thời tiết nó nóng thì mình bổ sung thêm cái giải độc gan. Men thì ngày nào em cũng sử dụng đó, thì em xài cái men ủ đây. Đây một con lật nữa nè, nói chung là phải đi kiểm tra thường xuyên. Là còn kè cái cánh dưới, con này kè cánh đây, để nằm xíu là nó chết. Lật nếu mà có một con lật là nguyên đàn là nó giật mình nó chạy vậy đó. Con nữa nè, bị thường xuyên luôn, nên là thật sự ra ban đêm cũng không có ngủ nghe gì được hết, phải đi trực suốt nè. Nó không có lật là nghe la là phải ra xử lý liền. Thì thường cả giai đoạn này nếu mà đang giao mùa thì có nhiều trại thì cái dịch theo tình hình dịch tễ thì phải làm thêm mũi cúm. Thì riêng cái trại đây thì em chỉ có làm viêm gan, dịch tễ với lại cái tembusu thôi, coi như là bàn dịch này là đã làm vaccine xong hết rồi. Đó. Con bàn dịch rất là đều. Cái giai đoạn này bắt đầu nó mọc lông yếm thì cái thân nhiệt con vịt nó cao nha, nên là hiện tại là thời tiết ban đêm khoảng 23-24 độ thì cũng rất là thích hợp, con vịt nó rất là mát, ăn cũng rất là khỏe. Bảy sáu tám ba năm bảy năm. Em xin nhắc lại, trong quá trình chăn nuôi bà con cần hỗ trợ về quy trình chăn nuôi, thuốc, vaccine cũng như là thức ăn, liên hệ em qua số điện thoại 0867683575, em sẽ tư vấn qua cho bà con.
em xin chào bà con.